Mới đây, những người con của quê hương thành phố Sầm Sơn đang sinh sống học tập công tác tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã hội ngộ trong buổi gặp mặt đầu năm 2024. Chương trình gặp mặt đầu xuân 2024 Sơn Giáp Thìn là một hoạt động nhằm duy trì tinh thần đoàn kết, lòng tự hào về quê hương của những người con Sầm Sơn đang học tập làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nhân dịp này hội đồng hương sầm sơn trực thuộc hội đồng hương thanh hóa tại tp hcm và các tỉnh phía nam chính thức được thành lập cũng tại buổi họp mặt những người con sầm sơn cùng nhau ôn lại truyền thống quê hương giao lưu kết nối và tăng cường tình đoàn kết tương thân tương ái góp phần vào sự phát triển của đồng hương sầm sơn nói riêng người thanh hóa nói chung trên mọi miền đất nước